1945, khi giành lại được chính quyền, nhân dân ta phải chống giặc ngoại xâm, giặc đói, đặc biệt là giặc dốc. Hơn 95% dân số không biết tới mặt chữ. Vì lẽ đó mà phong trào bình dân học vụ trở thành một công cuộc cách mạng trong xã hội để loại trừ thứ giặc nguy cấp này. Người giáo viên khi ấy chẳng khác gì người chiến sĩ lấy viên phấn làm vũ khí để lùi giặc dốc trên mặt trận giáo dục. Thời chiến, giữa một mảnh đất cằn cỗi khô rào và đẫm thuốc, thì ở đó vẫn có một đóa hoa hồng mạnh mẽ đi lên, như minh chứng cho sự bất diệt, niềm tin độc lập của khát khao trở người. Hay người ta gọi đó với tiên chức, nhà giáo nhân dân, một nhà giáo mặc trong khó khăn của thời vụ, vẫn kiên cường vươn mình gieo con chữ đến muôn nơi. Chỉ có một người cần trèo mới thấy rõ được thực hư. Trong một nhành cây thấy nó đơm hoa cách trái vốn đã khó, huống chi là trồng người, trồng nên cảm xã hội nhân văn. Ấy thế mà chúng ta có những con người tài giỏi như thế đấy, những con người mà ta cũng luôn tôn kính, nhưng gọi là hai tiếng nhà giáo thiêng liêng. Mặc cho những sóng bão bùa vây dữ dội, mặc cho những cực kỳ của sóng nước thăng trầm của thời vụ, những chuyến đò ấy vẫn cập từ bến bờ hoàn thành sứ mệnh gieo trồng tri thức. Trên mặt trận giáo dục, người gieo chữ như chứng kiến những lần giặc lũ, giặc quét, và bỗng chốc có tình người chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng cầm trên tay ngọc súng thành gương để bảo vệ tổ quốc, gìn giữ cội cõi non sông. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa, hòa bình lặp lại là cả một quá trình chiến đấu và hy sinh trong gian khổ của toàn dân, toàn quân của những người anh hùng kiên cường bất khuất, để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống.